Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Chola Channel. Thì trong cái video review ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với chủ đề về Flycam, là thiết bị công nghệ mà mình thích nhất trong số những cái thiết bị mà mình review. Thì ngay trên tay của mình đây là một sản phẩm Flycam mini trong phân khúc giá rẻ khoảng dưới 2,5 triệu. Chưa đến 2 triệu rưỡi là chúng ta đã có thể sở hữu một chiếc Flycam với những tính năng vô cùng tốt và vô cùng là nổi bật trong phân khúc giá này. Theo cá nhân mình đánh giá thì Flycam này, chiếc Flycam SG108 là một chiếc Flycam trong phân khúc giá thấp nhất mà lại có GPS tốt nhất hiện nay mà chúng ta đáng để chúng ta cân nhắc và chúng ta tìm hiểu chúng ta mua các bạn nhé. Thì mình đã từng có một cái video review về cái sản phẩm này, sơ lược về sản phẩm này. Còn trong video hôm nay thì mình sẽ trình bày kỹ hơn về những cái tính năng tốt của cái Flycam này, cũng như là mình sẽ bay thử chiếc Flycam này ở trong nhà bằng cái cảm biến bụng của nó. Ok, thì không để mất thời gian nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là bay thử. Ok, thì đây là sản phẩm Flycam SG108 với mức giá cực rẻ dưới 2,5 triệu. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái ba lô đựng sẵn Flycam luôn này các bạn này. Chúng ta mở ra. Và đây là cái nhân vật chính của chúng ta, SG108, với một phiên bản màu đen. Cái ngoại hình thiết kế của nó rất giống với chiếc Flycam Mini 2 đúng không nào? Chiếc Flycam tầm trung đang làm mưa làm gió ở cái thời điểm hiện tại. Chúng ta cũng có là cái kết cấu rất là giống này, cùng với đó là cái phần cánh này, phần motor và phần cánh. Ngay cả những cái họa tiết như là những cái đường trắng như này thì hãng làm rất giống với Mini 2. Và cái phiên bản này, phiên bản màu đen, đen mờ như thế này, mình cũng rất là đẹp mắt. Chúng ta sẽ có cái camera hình vuông như thế này, đó các bạn thấy như thế này. Và chúng ta sẽ xoay được góc 90 độ các bạn nhé. Động cơ đầu nổ có không chổi than. Và cái Flycam này thì theo như thông số đưa ra và mình cũng đã bay trải nghiệm rất là nhiều lần rồi, độ cao của nó đạt tới maximum là 120m và đi tầm xa là 300m là tối đa. Đôi khi thì cũng có thể nó bị nhiễu sóng và nó cũng mất kết nối, nhưng mà ngay lập tức thì chúng ta sẽ lấy lại được hình ảnh ngay lập tức các bạn ạ. Và cái chất lượng hình ảnh của cái camera này thì nó quay video ở cái định dạng 4K và nó sử dụng một cái sóng tần số truyền hình ảnh đó là 5G. Vi pin của Flycam SG108 nó có thể bay liên tục từ 20 đến 25 phút tùy vào cái môi trường mà các bạn bay, nó có gió nhiều hay là ít. Tay cầm này có cái thiết kế rất giống với chiếc SG700 đúng không nào, gần như là giữ nguyên bản so với cái chiếc Flycam đàn em của nó. Chúng ta sẽ có đây là những cái nút như là nút Return to Home, nút GPS, nút tự động cất cánh hạ cánh và nút chụp hình quay phim. Ở phần phía trên của chiếc tay cầm này chúng ta sẽ có những cái nút như sau. Hai cái nút này là nút chúng ta xoay camera, góc nhìn camera của Flycam, một nút để xoay xuống và một nút để xoay lên. Còn hai nút phía bên này thì nút này chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ của cái Flycam. Nó có hai chế độ bay chậm và bay nhanh các bạn nhé. Đó, và một cái nút còn lại là nút để chúng ta căn chỉnh lại cái hướng của Flycam, cái la bàn, cái định hướng của chiếc Flycam. Thì cũng khá là đầy đủ một chiếc Flycam trong phân khúc giá chỉ tầm trên 2 triệu thôi, nhưng mà khá là đầy đủ những cái nút chức năng ở đây. Ok, thì mình vừa mới điểm qua sơ lược lại những cái thông số cơ bản của chiếc Flycam SG108 này. Còn bây giờ thì mình sẽ bay chiếc Flycam này ở trong nhà test thử cho các bạn khả năng nó ổn định ở trong một phạm vi hẹp nó như thế nào các bạn nhé. Còn cái khả năng nó bay ngoài trời như thế nào thì các bạn có thể xem lại ở cái video mà mình đã review lần trước các bạn nhé. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ bay nó ở trong nhà thôi. Để bay được chiếc Flycam này ở trong nhà thì các bạn sẽ phải tắt cái chức năng GPS đi, chúng ta sẽ nhấn vào đây. Sau đó chúng ta sẽ cất cánh bình thường. Cực kỳ là ổn định đúng không nào? Trong phân khúc giá rẻ nhưng mà nó bay được ở trong nhà như thế này đã là quá là ok rồi đúng không các bạn? Hoàn toàn là bay bằng cảm biến bụng nhưng mà nó rất là ổn định, không hề là thua kém những chiếc Flycam tầm trung ở cái mức giá cao hơn. Thậm chí là một số chiếc Flycam ở mức giá nó cao hơn 3 triệu mấy 4 triệu cũng không thể bay được ở trong nhà như thế này các bạn ạ. Rất là tốt, mình không điều khiển nhưng mà Flycam nó gần như là đứng yên, nó chỉ đưa qua đưa lại một chút xíu thôi. Có thể nói là chỉ kém Mavic Mini một chút xíu thôi các bạn ạ.
rất là ổn định đúng không các bạn? Chúng ta hoàn toàn không điều khiển, mình không điều khiển và nó gần như là đứng yên luôn. Cái tính năng này thì tính năng bay ở trong nhà này thì phải có cảm biến bụng thì mới bay được các bạn ạ. Con này có cảm biến độ cao cho nên là nó mới giữ được cái khả năng ổn định như thế này. Còn nếu chúng ta bay ở ngoài trời thì nó sẽ bay bằng GPS, nó nhận GPS và nó sẽ còn ổn định hơn nữa. GPS thì nó kết hợp với cảm biến độ cao thì nó sẽ còn giúp cho flycam nó thăng bằng tốt hơn và chúng ta điều khiển nó dễ hơn nữa. Bay ở trong nhà như thế này thôi, các bạn thấy nó như thế này, nhưng mà đối với những một số người mới nhập môn chơi flycam, mới bắt đầu chơi thì mình vẫn khuyên các bạn là chúng ta phải nên tập bay ở ngoài trời trước, ở một cái không gian thật rộng. Sau đó chúng ta quen cái thao tác điều khiển và quen được cái di chuyển của flycam thì chúng ta hãng bay nó ở một cái phạm vi hẹp. Các bạn nhá, chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Ok, thì đây là chiếc flycam SG108, một chiếc flycam giá cực rẻ, chỉ trên 2 triệu đồng một chút. Và chúng ta đã có ngay một cái sản phẩm mà chúng ta vừa có thể giải trí, điều khiển từ xa và chúng ta cũng có thể chụp được những bức hình từ một cái góc nhìn ở trên cao. Ok, thì đây là sản phẩm đang có hàng sẵn tại cửa hàng Chola Store. Mình sẽ để link về sản phẩm này ở phía ngay phía dưới phần mô tả của video này cho những ai mà quan tâm muốn đặt hàng. Thì video ngày hôm nay của mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nhớ ủng hộ cái channel của mình, like video, nhấn subscribe, nhấn chuông để đón xem kịp thời những video mà mình sẽ ra mắt trong tương lai các bạn nhé. Ở những video lần sau thì mình sẽ làm những cái chủ đề về những chiếc flycam đang hot ở trong cái thời điểm hiện tại. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.